Mấy cái xô này là mình trồng dưa lưới ở bên trong rồi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ thực hiện là bấm ngọn cho nó nhá. Như cái cây này này nó lên nhiều ngọn thì mình sẽ thực hiện mình bấm các ngọn phủ đi. Mình chỉ để lại một ngọn chính thôi các bạn. Mình thực hiện bấm hết tất cả các ngọn đi. Mình để một cái thôi. À, thậm chí là một số lá gốc dưới này mình có thể là mình bấm được rồi các bạn. Mình bấm đi tầm khoảng vài lá gốc ở phía dưới. Ở đây là mình trồng vào mấy cái xô này là hy vọng mình sẽ được thu hoạch các bạn. Đấy. Mình vừa trồng test chất lượng hạt giống và mình trồng thực tế để review lại cho các bạn xem luôn. Đây là loại hạt giống dưa lưới TL3 đấy. Loại giống dưa lưới mà bên mình trồng trong nhà màng nhà kính ấy. Còn bây giờ là mình trồng ở phía ngoài để so sánh và đánh giá xem nó có phát triển tốt không để cho các bạn trồng nhé. Ví dụ như nhiều bạn là muốn xét một cái nhà màng nhà kính như bên mình ấy thì các bạn khó xét, thì các bạn có thể trồng ngoài. Hoặc là bạn nào yêu thích là trồng rau củ quả ở nhà thì các bạn có thể là trồng. Các bạn có nhìn thấy là hệ thống dây cáp đây không? Cái hệ thống dây cáp này là dùng để mình treo dưa lên các bạn nhé, để cho nó leo theo cái sợi dây này. Mình buộc một cái vòng tròn ở đây để hôm sau mình treo quả các bạn này. Hôm sau là trái của nó lên là mình sẽ treo trái của nó lại để cho nó không bị lực kéo của sợi dây. Ở phía dưới đây là mình có cái kẹp để mình kẹp sợi dây lại. Sau đó là mình cuốn cái dây này theo cái sợi dây này. Có thể là dịch xuống một xíu này, cho nó hơi căng căng sợi dây một xíu, cho nó một mức độ vừa phải thôi, không căng quá mà cũng không trùng quá. Mình kẹp vào là xong thôi các bạn nhé. Ok, và mình bắt đầu là cuốn dây dưa theo cái sợi dây này các bạn nhé. Cuốn cho nó leo lên theo một phương thức thẳng đứng. Hôm sau thì nó sẽ leo lên như cái sợi dây cà chua này các bạn này. Các bạn thấy nó có đẹp không? Đây là những trái cà chua mà mình chuẩn bị thu hoạch rồi các bạn này. Hôm sau mình sẽ quay video lại cho các bạn xem nhé.